ទីបំផុតប៉ូឡូញសង់របងខ្សែលួសប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រជាប់ព្រំដែនរុស្ស៊ី TNM ទូទៅអនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាប្រទេសប៉ូឡូញបានបញ្ជាឲ្យសាងសង់របងខ្សែលួសប្រវែង210គីឡូម៉ែត្រតាមបណ្ដោយព្រំដែនរុស្ស៊ីនិងប៉ូឡូញទាំងមូលដើម្បីការពារលំហូរនៃជនចំណាក់ស្រុកអាស៊ីនិងអាហ្វ្រិកឆ្លងដែនខុសច្បាប់ចូលទៅក្នុងប្រទេសសមាជិកសហភាពអឺរ៉ុបតាមរយៈតំបន់កាលីនីនក្រាតរបស់រុស្ស៊ីរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប៉ូឡូញលោកម៉ារូសបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាផែនការនេះធ
chương hoa hà bì Afrik kháng chương nâng mà châm bầu bìa. Chế bì xe xe kê đây bà rõm ẩm bì ca cát lãng mà đoàn tiết này bì bạc chân châm nạ sọc đôi chân nàm bì bọn mà phê muối nơi tam prom nàn chế muối bà tê bê là rù. Rốt mặt trái ca bì chết bà nì dây thà ca sang song ở rõ bóng ni bàn chấp đám ca bì thái bột đòi miên ca cho ruộm bì tì hiên bò lôn đài miên ai gà tê kháng đọc minh phong đài. Ca bì chân nàm môn prom nàn rõ viên bò lôn nâng bê là rù bàn khai chia gần lại tu vi bắt đọc thông mùi khả nạ đài chân châm nạ sọc rõ bọn nè bàn chi yếm chlong đài khó chụp cho từ nông ở rốt xa phép ở rộp chấp tăng bì bê nụ mộ tì krong vã sai bàn sang song chân chiang đài nè nâng tam prom nàn chìa mùi bà tế bê là rù hai bàn chọt bà căn tì krong mìn tha bàn thơ sạc cảm mạp hiệp đôi rù xì đàm bay thơ sang kriêm con cắt có đôi chìa xa prô phép vực vô nâng thơ ai miên ca bách bạc nông xa phép ở rộp tù dàng nà tiàng bà tế rù xì nâng bê là rù bàn bà đề sai cả chọt bà căn tiàng nì hai bà thiên nê thập đầy bê là rù lô Alisan Lukashenko bàn phần dô thà rô thập hiệp bà rô bò lúc nâng mần chuối y dù nông ca bánh chốc ca thơ ăn tàu bà vẹt khó chụp áp tiết nụ tê đòi xa tay bà tế rô bò lúc mần miến thập hiệp bà cực cồn bàn tòa bì ca đã tôn nạ căm rô bò mà lọc mùi nì O.A. 7 sẽ đáy chênh nơi phim toán xa mày.